Hello, chào các bạn. Chào bạn. Chào các bạn đến với kênh Anh Thời Đại. Giờ hôm nay mấy đứa có ý tưởng gì mới mẻ quay cho bạn xem không? Coi tưởng. Trời, cái miệng em nhỏ mà em, cái họng em như cái bồ vậy đó. Em mới la lớn để không cái này dành nữa. Đi rồi. Thì em có một cái ý tưởng mười mấy năm trời cất giấu cho cái bụng em. Đánh chút bún như thầy biết. Trời, thằng này dưới trời. Chứ sao? Bụng em có nhiều đâu mà bung. Cũng có ai có cái bụng nè. Rồi nó đi em. Ở nhà gì năm em có một cái gió. Trời ơi, cái gió bắt cá. Nên em quay clip kéo gió. Clip bắt cá mà em làm gì ghê quá vậy. Rồi em có thưởng à thầy. Này rồi clip kéo coi thầy. Là gì? Ê anh ba, anh ba. Hả? Tôi rủ thầy đi quay clip kéo gió. Chứ không phải là kéo cò. Thì nó khác. Thì nó kéo. Thì tôi tưởng kéo cò. Anh ba thấy cái tướng tôi vậy nè. Kéo lại ai? Kéo lại con ai? Gá tốt luôn á. Tóm lại là quay clip kéo gì? Kéo gió. Kéo cò. Kéo gió. Kéo cò. Rồi ghi nhận kéo gì kéo gió. Kéo gió là cái kéo mà dưới đó. Sông hả? Dạ đúng rồi, cái gió bụng như bả vậy nè. Không khí sao bắt cá được thầy? Hả? Gió là không khí mà thầy. Ủa? Là sao vậy mọi người? Ờ đúng rồi đó. Gió là không khí sao bắt cá được. Đúng. À là gió bay con cá dằn vô lưới luôn. Lao ơi. Chúng ta gọi là kéo lưới chứ kéo gió gì thầy? Đúng không anh em? Cái đó là gọi là cái gió, hiểu không? À, hiểu rồi. Ta kêu là kéo gió. Ok. À là có gió mình mới kéo được đúng không? À là có gió mình mới kéo được đúng không? Cái mỏ của em á. Thì kéo gió mà thầy. Là bây giờ là mình có nguyên một cái lường lằng vậy nè. Gió nó bay qua đây mình kéo vô nhà mình là nó mát nhà mình. Đúng rồi. Là tao là kéo gió. Em biết cái gió ở đây kéo cá không? Dạ biết, là cái miếng tấm màn á. Gió nó chạy qua tấm màn kéo vô. Bớt đi. Chào mấy đứa này thấy Thản đưa ra ý tưởng sao? Quá hợp lý được thầy, nhưng mà ý tưởng nó bỏ vào bên đi thầy. Bỏ vào bên đi thầy. Kìa. Hả? Em thấy cũng được đó. Đúng rồi. Kéo cò thầy. Kéo cò thầy. Thầy lỡ kéo gió, lỡ kéo gió. Thật lẽ lâu lâu hãy nghĩ ý tưởng thì không làm á. Đúng rồi. Em biết kéo gió không? Dạ không. Em á, em không biết, em biết nhìn thôi mà. Dạ không biết thì giờ dạ, biết. Đúng rồi. Rồi, ngắn gọn vậy thôi. Rồi hôm nay vậy anh em mình sẽ quay clip kéo gió luôn ha. Ok. Đổi mới luôn bạn, anh em mình chưa bao giờ quay clip kéo gió luôn. Dạ đúng phải. Anh em mình sẽ quay clip kéo gió để sinh tồn. Ok. Let's go. Ủa rồi tới chỗ nào Thản, nãy giờ chưa thấy luôn á. Đi nãy giờ mỗi giờ đó. Chỗ năm gì cũng nói đâu đây. Thì nói chung là thấy một đoạn có cây số nữa tới. Có cái gió rồi phải không? Ủa đúng rồi đó thầy. Đó. Đó cái cây số nữa mày. Cây số gì vậy? Cho anh em đi bộ tập thể dục rồi mới kéo gió mới nổi chứ. Mấy anh không nhớ là không nghe Thản nói là nghỉ từ lớp 6 hả? Bởi tính toán không có được. Ví dụ em đi kéo gió em đem mất kiến hồi nó gớt mất kiến của em rồi phải cắt lại sao? Không phải. Đem hai mất kiến là dòm hai cái gió. Đúng rồi đó. Em nên tháo kiến ra em dẹp đi. Còn hai ba là dòm bốn cái gió luôn. Sáng sớm thức dậy anh bảo thấy mình quá đẹp trai. Quá đẹp trai. Tháo kiến đi, đợi gì nữa. Cầm mấy độ. Còn mấy độ? 4 được rồi. Con em xe anh em ơi, xe anh em ơi. Còn cầm mấy độ ấy? Dạ một. Một độ, không sao, một độ háo kiến ra bình thường. Mẹ đeo cho. Nói chung là em đeo. Ôi, hết lé luôn rồi. Ôi, hết lé luôn rồi. Em hợp nữa chứ. Còn cái mỏ em bị gì vậy? Mỏ em hả? Là do em bữa tối á, em ngủ quên á, cái em cầm điện thoại này em gất cái bập vô. Không thầy, biết sao mày? Bữa ba kể em là bà ăn kẹo, bà ngậm, bà ngủ luôn, xong kiến cắn. Rồi thua thôi, thôi xuống nha. Rồi, rồi này phải qua xuồng rồi anh em ơi. Anh em mời anh em xuống cái gió của nhà gì tôi. Ok. Rồi xuống đi anh em. Lên lẹ bê nặng quá đi ơi. Lên lẹ đi. Lên thầy, em tính trước rồi. Gì? Cái gì vậy bà nội? Em đem bao đựng cá em về. Đúng rồi. Tại vì có kéo gió là có cá. Biết có cá không mà đem. Tính trước một hồi là có mấy. Bước qua. Không, tính trước là hồi khinh lá về chứ không có cá đâu. Trời ơi. Đi qua đi, đi vô đi. Em không có chụp. Rồi. Đi dẫn đường em luôn.
Trời ơi. Trời ơi, đi đứng không cẩn thận nhé. Ê, bà. Ê, bà. Ê, bà. Ê, bà. Ê, bà. Ê, gì vậy em ba? Ba ơi. Ôi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ba không có té đâu. Em nghĩ con dây gì dọn ba. Trời ơi. Tại kỹ rồi, chuông cứ cá uống rồi. Lên. Còn có đồ. Giờ em bơi qua sông luôn đi em ơi. Em bơi qua luôn đi. Rồi ai nực bơi sông tắm luôn đi rồi ba. Ai? Hả? Rồi, tới công chuyện này. Hả? Ê này. Rồi. Trời ơi. Trọng cô. Rồi, bơi qua luôn đi. Cái này nè nè, lẹ nặng lắm á. Rồi lên. Wow, quá đã thầy ơi. Tiếp đất an toàn thầy ơi. Okay. Kêu. Trời ơi. Lên. Rồi. Ai. Ví dụ em là con cá đi. Anh đang bơi à. Để em diễn tả cảnh dính đi voi nha. Rồi cái kêu. Ủa nhanh ba té nước rồi. Hiển quá nhanh ba ơi. Nước vô não rồi. Em bó tay à. Rồi lên nè. Lên. Rồi bỏ anh ba luôn đi. Bỏ anh ba luôn đi. Rồi cái gió này anh em, cái gió đó mấy anh em mình tới nha các bạn. Đó, cái này là gió bằng gỗ cây. Cái này sợ sao ta? Rồi cái này em biết bây giờ nè. Trước khi vô cái vấn đề mà anh em mình kéo gió thì mình sẽ nói sương sương về cái gió này nha các bạn. Hả? Ê, coi chừng thử cái gió của ta. Nói chung thì gió của hãng đó. Nói chung thì gió này thì người ta có người mà có tiền á bạn thì người ta làm bằng sắt. Ừ. Còn mấy cái người nào có tiền thì người ta cũng làm bằng cây. Đúng rồi. Đó là sao? Nói chung là vậy đó. Nói chung là em hiểu thì cũng hiểu. Đúng rồi, em hiểu cũng hiểu. Thì cây nói chung là cây này thì đốn từ thời Cố Lỵ Cố Lội nha bạn. Năm Cố Lỵ trước nha các bạn. Nói chung là cây này nó cũng đã mục rồi. Rồi bỏ xuống đi. Thì anh em làm nhẹ nhàng. Đúng rồi á. Rồi đâu kéo thử cái coi. Sao hãng kéo thử cái hả? Để em biết sai. Kéo đây. 2 3 lên. Biết không vậy? Biết. Luôn luôn. Sao nó không lên? Bung ra. Ôi. Bung ra luôn. Ôi, cái chân nha. Dạ anh ơi. Ủa, bung ra đi. Được xong đó. Rồi giờ mấy anh em mình ngồi đợi nha các bạn. Okay. Đợi khoảng 2 đến 5 phút phải không? Đúng rồi. Tại cho thời gian cá nó bơi vô gió thầy. Nói chung là càng lâu càng tốt nhưng mà anh em để lâu quá anh ba lỡ bơi chổng thì sao anh em? Cho anh em ơi, cho bạn xem thầy. Ôi. Đâu? Kêu vô đầu nhiều vậy? Mới hạ xuống luôn thầy. Này, em gỡ cho thầy coi cái ba đâu thôi. Cái ba đâu? Cái ba đâu? Đừng đâu. Em gỡ cho thầy coi 2 con cá. Kìa các bạn. Rồi, bỏ vô đây luôn. Này là cái đầu đựng cá nha bạn. Dạ đúng rồi. Rất là nhưng mà cái này hơi thủng nha. Rồi bỏ vô thầy. Cái đồ đựng cá đâu rồi? Đồ đựng cá đâu? Cá quá trời luôn các bạn ơi. Ôi hay coi. Ấy dạ. Cái sâu nó mạnh lắm. Vô 1 2 3. Đó. Ủa, nguyên con cá mì dinh luôn. Vô đem vô để nhảy ra ngoài. Wow, nguyên cái hộp xài thui. Rồi đem vô, đem vô, đem vô. Thầy thấy chưa, tụi em không có báo. Đúng rồi, có cá đem về. Rồi, cái gì nữa vậy? Rồi, anh ơi. Cái gì vậy? Chấn thương sợ não thầy ơi. Thầy trời ơi, thầy có cái đầu có như anh Tăng không thầy. Cái này không sao mà tụi thầy ơi. Chưa, nó chưa xuống rồi. Chết rồi, xuống rồi, Thôi là cái gió này là cái gió cây chứ không à. Rồi thì nè, nãy anh em mình mới kéo lên đợt đầu là được như đây cái nha các bạn. Đây cà phê. Đó, đây. Đây có cà phê. Cá nhép. Đi cá nhép thì xài sao nào? 1 2 3. Ơi.
chiếc ghế của tao. Chào bác. Review cá cho bạn. Đây là con cá gì ta? Cá mẹ Vinh. Cá mẹ Vinh. À đây là con cá Goofy. Cá Goofy. Cá Goofy. Anh em mình được 5 con cá Goofy các bạn. Đây là con cá lành chanh. Ôi tính ra chỗ này quá trời cá luôn. Ê có cá heo nè anh em. Gì? Này cá mọi. Cá heo mọi. Ê. Mời ta kêu cái cá heo mọi thầy. Khoan khoan, cá lành chanh là cá gì anh Tân? Cá lành canh. Con cá lành chanh lộn 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 lộn. Đây là cá mua nhọn. Mà đặt mà cái sặc mà. Án chú mỏ ơi. Chú mỏ. Ủa trời ơi. Y chang cá. Cái một cái em nói vậy ha, cá dù nhiều cỡ nào nhiều á mà thầy coi lại cái đồ đựng cá đúng. Ồ, như cái máng heo luôn. cái này đựng đựng gì tay? Cá thầy. Cái mấy con cá này không bằng con cá của em nữa nè. Cá em nè. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Cá này em cho cá của em cho nó ăn bánh vậy thầy. Đây. Anh xe. Đâu? Anh ba. Má. Dính lưới à? Trời ơi, anh ba bị em đã quá kiếp rồi. Anh ba bị gì vậy? Hả? Thì anh em cái nhỏ em phải em phải xôm lên. Té xong xong anh ba bị gì á? Em phải xôm lên em thành con cá. Dạ em dự đoán là cái đồ đựng cá này nó sẽ đồng tuổi thọ với cái gió. Đúng rồi. Bây giờ mình dở gió đi đang có cá thì chứ để hồi nó hết con nước. Hay giờ mình vừa nướng mà vừa kéo mới đã rồi. Vừa nướng vừa kéo thầy. Thầy chứ mình gom lại. Mần cá. Thầy ơi. Bậy. Cái này cái kéo cắt chỉ chứ không phải cắt cá em. Ủa kéo mần cá em thấy người ta để ở đây mà thầy. Hả? Em thấy người ta để ở đây là kéo mần cá. Ở đây chắc ta cắt cái gì em ơi. Cái cắt chỉ của cái đó. Cắt đôi nói sầu. Anh muôn tay cắt đôi nói sầu. Đừng lúc qua tới quá trăm phút. Rồi bây giờ anh em mình nướng cá đi. Nướng vừa kéo đi. Rồi vậy chia ra em đi kéo nha bye bye đi. Em kéo. Rồi vậy mấy đứa em đi lấy củi đi. Ok, đây. Ok ha. Đây. Mấy anh niên kia thì đi lấy cái củi để nhúm lửa nha các bạn. Còn mình thì mình chuẩn bị gãy xương sống. Lo nè. Đừng có giỡn nữa. Gãy. Lo. Giờ mấy anh em mình sẽ kéo thêm để coi có cá không nha các bạn. Ok. Cá càng nhiều là mấy anh em mình ăn càng đã. Mà không biết kéo tới đâu thì cái gió này nó sẽ gục gã luôn. Đã đang kéo cái gãy làm tư sao trời. Anh ba cái miệng ba thuốc quá à. Trời. 1, 2, 3. Dở lên. 2, 3. Dở trời. Dở quán trong cái này luôn. Dở trời. Rồi dục lên nào. 1, 2, 3. Ngưng. À vậy chị ba. 2, 3. Trời trời. Để em làm em qua. 1, 2, 3. Đó, xuống rồi. Thấy gì chưa? Trời ơi, xuống được. Người gì yếu đuối quá. Ok, trời ấy mạnh quá, yeah. Ok, rồi kéo gió lên đi. Kéo gió lên, cái gió lên chị. Mấy anh em mình sẽ đợi 2 đến 3 phút, mấy anh em mình sẽ kéo cái gió lên và thu hoạch cá thôi nha bạn. Ok. Chưa. Đi vô đây nè. Ok. Ơi sạp. Mày biết đặt gì nữa không mày? Không biết đặt để đặt cho. Để tao kéo cá mười mấy năm trời chưa mà không biết đặt cái gì nữa. Mười mấy năm kéo gió của mày chắc không có con nào á. Mới đặt gì nữa không được nè. Đúng rồi anh Tân. Anh Tân nói đúng mà nó to nữa. Chứ sao mày? Anh sinh ra là nó đúng rồi. Cá tới đi em ơi. Mấy cái mà em ơi. Có lửa nè. Trời ơi mấy cái kêu lên kêu xuống. Mạnh thiệt. Ôi trời ơi. Có nhảy sạch nè. Ủa? Cái dĩ đây mà em. Em nhớ đi cái dĩ mà. Có cái dĩ nằm đây nè. Ba dục đâu dưới đây là cái gì? Ủa? Tôi để những cái gì rồi? Ủa? Ê, ba có thấy đồ không ạ? Thấy! Tôi để những cái chẻ, tôi quăng vô cái gì mà? Thôi, cái gì với ba làm tương cá này không ạ? Này xuống anh em. Ngồi! Lộn! Xin lộn! Công nhận anh ba giỡn vui dữ hay chị? Đúng rồi đó, anh ba không giỡn sao vui được? Vui hay không biết mà thấy không ổn lắm rồi đó. Rồi, vậy tôi đi nha anh em, tôi đi gặm cá. Ủa? Anh ba, đem cá lại nướng mà gọng gì nữa anh ba. Ủa, anh biết em tưởng nướng có nhiều cá bao nhiêu như đó à. Anh ba rảnh quá à. Thì bà kêu của mình á, đi kéo phụ cho. Kéo được không trời? Được. Kéo mà lên không có cá đi nghe. Cái đứa sao biết được. Ơi, có cá kìa. Ui, có. Có con hả?
Trời ơi, còn bài đặt kéo cá với nhau đồ. Xíu em chị kéo như vậy nha. Ok. Xíu chị ngồi lên cây luôn, xích chị lên trời luôn. Em lên đi, chị kéo cho. Được luôn, chơi luôn. Thôi tập lại hang bay. Ra ngoài kéo là hư luôn cái gió của ta luôn á. Ê, hay nói kéo có cá kìa. Đâu. Đâu, cá gì đâu. Ôi. Ôi. Vô. Dạ. Cá bự lắm thầy. Hả? Ủa, em đâu kêu mấy anh là có cá đâu, sao tự nhiên ra chi vậy? Wow. Thấy thì người ta ra người ta phụ. Đâu, cái đồ đứng cá đi. Vậy là mấy anh em định luôn. Ê, con cá gô kìa. Cá lỏng. Cá mày Vinh. Cá mày Vinh. Vinh. Cá gô. Gô phi. Anh ba. Đừng. Nè. Đứng vô. À, như thợ bị lé vậy, mở dây nãy giờ kìa. Trời ơi. Buông ra thôi. Ê, hình như có con cá nóc luôn kìa đúng không? Không phải cá nóc. Đúng rồi. Không. Cá. Cá nè, cá nè. Bây giờ anh em rửa này lại đi nè. À. Bây giờ đổ này đi. Rửa này. Bỏ vô đi. Bỏ đi. Đâu. Đi luôn, đi luôn. Còn con. Cá phi nữa nè bạn ơi. Có cái gô nữa. Rồi, cá mì Vinh nữa nè. Thấy sai. Nãy em thấy nhảy lên có một con cá gô phi mà. Sao giờ ra một người với nữa. Trời. Không lẽ em bị lé ta? Đúng rồi. Xuống dưới em hiểu không? Chắc tại không sao, gọi vô đây mai nướng tiếp. Tính ra em với ai cá? Em kéo. Ok. Rồi vô đây. Rồi nướng tiếp đi, nướng mấy con cá này anh em mình ăn nha các bạn. Ê, cắt, kéo tiếp đi nha. Để. Em muốn dữ lắm. Này, cá này cá rô phi nữa bạn. Đó, cá rô phi bự chụp má luôn. Ôi, dài lắm. Rồi, rồi. Cái gì vậy? Em thấy nó nằm im xong rồi, cái em bưng ra cái nó bay luôn. Trời ơi, gà đi nóng. Ê. Dạ. Em muốn ăn cá rồi mọi người, em đói quá. Đói không? Đó thì nãy giờ mấy anh em mình nướng như đây nha bạn. Ủa cá nó sao đúng lỗ luôn rồi. Ủa hai Dũng ơi. Hả? Ủa gì vậy? Hai trời ơi. Hồi nãy tôi lúc tôi ngồi đây là tôi thấy cá ngoài đây là tôi thấy dẫn. Đúng ba anh em mình đi. Hai Dũng ta. Còn nguyên luôn á. Hai Dũng mà ổng tại trời ơi. Anh ba nãy chạy cuối nè. Ờ. Tôi phân đừng là tôi lụm nó. Ba đeo gì vậy? Tôi có con cá nào không? Không. Ba Hồng ơi. Ơi, cái cá dính mặt kìa. Không có. Giải quyết lên ba đi anh em. Trời ơi, gì? Trời ơi. Không sao? Ok ấy. Xin lỗi thầy. Bỏ vô. Làm rồi, mấy anh em mình hôm nay nói chung là không cần mò nha bạn. Chỉ cần kéo thôi là có cá. Ok. Mấy anh em mình kéo lên là tái chanh ăn luôn nha bạn, ăn sống luôn. Rồi, em kiếm chanh đi em. Dạ, em nói chơi á thầy. Ok. Đó. Rồi nướng đi, kéo tiếp nha. Ok. Rồi giờ mấy anh em mình sẽ ăn cá nha các bạn. Ok. Đó, nãy giờ anh em mình thu hoạch được đống cá luôn. Đúng rồi. Quan chu chi pho phai xích. Được rồi. Mình học tiếng Anh ít lắm, dạ. Nên mình đừng có đọc để sai các bạn cười. Đúng rồi. Rồi ăn đi. 15 con. Rồi. Ok, ăn đi. Trong nghề là người mở màn đó nha thầy, cho nên là em sẽ ăn cá. Ừ. Em nói chung cá bự nhất kìa thầy. Đúng rồi thầy. Sao con này thầy? Rồi ăn cái dũng đồ nữa. Cái này hả? Em sẽ nhường cho khẽ. Thầy, con này. Gì? Thầy này hỏi đất quá. Ai mua em hỏi gì? Không, cái gì sao em lấy được thầy? Đó. Cái con này là nuốt chổng luôn nha các bạn. Mời bạn nha. Rồi. Trời ơi, chưa? Cái gì mất cổ không chết? Mất cổ không có thiệt. Anh em gắp muối lên cho tôi đi anh em. Đâu? Gắp muối lên. Trời ơi, em ăn cá bự dưới thôi. Chứ sao lại. Rồi xúc luôn. Đừng có giỡn gì nữa nè. Đúng rồi đó, không giỡn được. Mời bạn nha. Này cá phi nữa bạn. Này cốt. Nhường cốt quá. Mời bạn nha. Đã quá ngon, béo mà ngọt ngọt nữa, nhưng mà còn nóng quá ngon thầy ơi. Dạ. Chấm muối tình linh nữa mà nó chảy mấy bạn ha. Đặt gió xong cái con cá nó còn tươi rối luôn, quăng lên dĩ nướng cái bỏ vô bụng liền là giống như nó đang bơi dưới nước, cái bơi vô bụng mình đó. Xong cái chuyện này bệnh viện luôn. Cá gì cái này cái gì ta? Cá rô phi. Chị dạ bạn nha.
Có gì cái con gì? Chết rồi. Còn ai á, con ai nó ăn á. Mất miếng cá luôn. Cá nha. Rồi. Vô. Cá này nó ngọt lắm luôn thầy. Hả? Chấm muối mà ngọt. Nó ngọt kiểu của cá, còn muối là mặn của muối. À. Còn anh Tăng là xù của đầu anh Tăng. Sao? Cái này hợp lý. Mọi bạn ăn miếng cá Vinh mê. Vinh mê. Là mê Vinh. Ừ. Biết lái không? Có cá mè mà. Cá mè mè. Mè mè. Là cũng là mè Vinh luôn. Nói chung là tiếng này hơi lạ ha. Tiếng của người Khmer mà thầy. Ngon. Tiếng của... Tiếng của mấy người đến. Chốc. Nhưng mình nghe chú không sao. Ngon. Ngon. Đó, đây là chi nha các bạn. Mời các bạn miếng cá nha. Sao ngon. Ngon hả? Nó vừa ngon ngọt. Cá đồng quê lúc nào cũng ngọt nha các bạn. Nói chung là cá dưới sông mà nó bơi bơi cái da thịt nó cũng chắc lắm, ăn mà, cũng ngon chứ không bị bở. Mà đặc biệt là anh em mình ăn ngoài cái gió nữa, gió mát nó chiêu á thầy. Ủa ăn ngoài cái gió là thấy mát hả? Dạ đúng rồi. Cái này có gió đâu mày. Tại vì gió. Gió tên nó là gió rồi. Đang gió. Nè, gió chạy bằng cơm nè. Rồi. Cái này là mưa buồn luôn rồi. Mưa buồn luôn. Cái này là bão nhiệt đới luôn. Bão buồn luôn. Đúng rồi thầy ơi. Rồi. Ê, ai chạy rồi mày kéo cái... Bê em. Chạy con cái cá nữa không nha. Trời. Trời ơi trời. Trời ơi em bớt muốn vỏ đi. Em. Trời em thấy cá mực lắm. Để coi anh em mình có thu hoạch được không nha. Đây là rồi hay. Cái gì chạy? Xem nó vô đầu rồi. Có không? Có quá trời lại ai? Quá trời ơi. Quá trời ơi. Cái nó lộn cây rồi. Wow. Ôi cá nhỏ mà. Cái tâm không thì vô luôn. Rồi giờ anh em mình sẽ kéo một lần cuối cùng để mấy anh em mình kiếm cá đem về nha các bạn. Ok. Trời ơi kéo không nói. Rồi là không có cá sao thầy? Không cá thì mấy anh em mình xuống bắt luôn. Có luôn. Ok. Câu lên. Đó giờ anh em kéo lên nha các bạn. Đây em sẽ làm cá vô rồi. Rồi cá không có cá không? Ok thầy ơi. Con cá kìa. Con cá kìa. Kéo vô. Trời ơi, ba cô này đâu đây vậy? Ủa bởi đâu vậy? Trời ơi. Rồi. Thôi ơi, anh em lấy cái thôi. Cái bao đâu? Đây. Rồi bỏ vô anh em mình đem về chiên ăn chiều chiên ăn. Rồi. Thầy ơi, làm gì vậy? Đây. Dạ, để búng tay kia, Rồi bỏ vô cho anh xin coi. Đó, giả ra nè. Rồi. Ủa? Bỏ ra. Giả ra xong cái nè, búng ra. Rồi, bỏ nước xuống. Cái chân nó văng ở ngoài đó. Đó. Rồi. Ôi, con này con cát mỏi nè. Còn lại. Cái gì vậy? Cát mỏi này. Cá he mỏi á. Cá he mỏi hả? Đúng rồi, gọi này là con cá linh nè. Cá linh nữa nè. Bỏ cá này là cá mỏi nhọn nè. Này cá sắc nha bạn. Cái linh tròn. Cái này không béo này. Cá chim cái nè. Hướng cá gô nè. Cá gô nè. Cá chim thầy hại. Cá chim. Ba, xuống cá chim xuống. Đi cô lại em ba. Rồi ba đứa gái. Quậy quá. Lên đi. Để không lấy cái đồ đựng gì đi. Lên. Cái gọng đi đi. Còn lại. Lấy cái gọng đi. Lên vậy nè. Rồi anh em mình sẽ đem cá này về chiên ăn nha các bạn. Con này bự hơn cá ha, cái chân tương. Chân tương hột quá thầy. Cái mỏ em bớt chua chua giống cá sặc quá. Ôi, bơi vô. Trời ơi. A few moments later. Rồi giờ hai anh em này sẽ thách đấu nhảy san tô nha các bạn. Ok. Vô. Thầy coi em loạn làm dữ lắm. Đây là một người học võ và một người không học võ. Không học gì luôn. Rồi. Xin qua bển. Em khán giả nha thầy. Cho mấy bạn thấy anh lộn. Rồi. Nào anh em coi tôi lộn nào dữ lắm. Rồi để coi thanh niên nào sẽ lộn được nha các bạn. Thầy quay em nhìn em cho kỹ kỹ để mấy bạn không thấy em thầy. Rồi. Ok. Rồi lộn đi em. Chừng dấu xuống nha. Chừng dấu xuống đó.
Ta sai ra đúng rồi. Wow. Rồi. Bên đây tới là anh Văn Thản nha các bạn. Biệt danh là Hãng Đồng. Không thích lòng vòng nhảy lên Hãng Đồng. Hãng Đồng ơi. Chưa. Rồi, coi chừng nha, coi chừng trúng vô xuống nha. Rồi, 1, 2, 3, nhảy đi. Lộ không? Lộ gì không? Rồi, liệu anh Thanh... Lộ ngược thôi. Liệu anh Thanh Đồng có nhảy được hay không? Hãy chờ đó. Rồi. Rồi cái lượt Minh Thoại luôn nè bạn. Bạn ơi, tim mình bị quẹo mà mình vẫn nhảy được nha các bạn. Rồi, cái lượt. Tại vì chuyện chưa hết được các bạn. Con quá thương xin trời ơi. Rồi, tới em không? Thôi em còn nghi nóc nên em sợ lắm rồi. Em yếu quá. Em còn nghi nóc không? Đúng rồi. Vì bị đó bị té xe nghi nóc này nha bạn. Té xe hả bạn? Té xe. Nó bị gì? Té xe. Lầy thèo. Hỏi chào bạn đi vào clip dài lắm rồi. Nhưng mà thầy cho tụi em chơi xíu nè. Ok. Thôi vậy tụi em chơi đi, thầy đi về. Ok. Rồi. Nếu bạn thấy video này hay hãy cho mấy em xin một like. Hãy đăng ký cái cho. Để ủng hộ mấy em ra nhiều tập nữa nha các bạn. Còn bây giờ thầy. Rồi mấy đứa ở chơi đi, thầy về bỏ luôn. Ok.